Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, cấp huyện Văn Bàn đã có những hoạt động cụ thể, thiết thực, từng bước thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần tiềm năng sức sáng tạo, giúp hội viên phụ nữ tự tin khởi nghiệp, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục phụ nữ và cuộc sống kỳ này nhưng trước tiên là phần điểm một số hoạt động nổi bật của hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi thực hiện công tác an sinh xã hội, chia sẻ với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức trao quà cho các gia đình có công dân là lao động nữ từ vùng dịch COVID-19 trở về địa phương. Cụ thể, dịp này đã có 100 xuất quà, mỗi xuất trị giá 1 triệu 240 nghìn đồng, gồm các nhu yếu phẩm như chăn, gạo, đường, dầu ăn, nước mắm, được trao tận tay 100 gia đình có công nhân là lao động nữ trở về từ các tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19, gặp khó khăn trong cuộc sống trên địa bàn các huyện, Simacai, Mường Khương và Bảo Yên, với tổng trị giá 124 triệu đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí trên được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vận động ủng hộ từ Tổ chức Cứu trợ Quốc tế Samaritan Bus đây là hoạt động thiết thực được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp triển khai thực hiện với mong muốn kịp thời hỗ trợ, sẻ chia cùng cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19. Qua đó động viên các hộ gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Sapa đã tổ chức sự kiện truyền thông hưởng ứng tháng hành động về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cụm ba xã Mường Hoa, Tả Văn và xã Hoàng Liệt. Chương trình có những phần thi hấp dẫn, trò chơi ý nghĩa và bổ ích gắn với đặc trưng của dân tộc giấy, dân tộc mông trên địa bàn. Nhờ vậy, các kiến thức về bình đẳng giới đã đến với chị em phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số một cách dễ hiểu và gần gũi nhất. Chương trình đã hiện thực hóa chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 với việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới. Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa tổ chức cấp phát phân bón cho 25 hội viên phụ nữ ở xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà mỗi gia đình hội viên phụ nữ được nhận 5 bao phân bón hữu cơ và 4,5 bao phân bón vô cơ. Toàn bộ kinh phí do dự án Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình Đẳng Giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam hỗ trợ. Hoạt động này nhằm giúp bà con phục hồi sinh kế và có thêm điều kiện trang trải đầu vào cho các mùa vụ sản xuất tới, khắc phục một phần khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển sản xuất, những năm qua các cấp hội phụ nữ huyện Văn Bàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp hội viên phát huy thế mạnh của từng địa phương, tự tin khởi nghiệp và nhân rộng các mô hình kinh tế, tăng thu nhập, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng các loại trà từ thảo mộc, trái cây sấy khô, năm 2018, chị Ngân Thị Trang ở thôn liêm xã liêm phú đã nảy sinh ý tưởng làm trà từ các loại hoa quả giấy khô để phát triển kinh tế gia đình ban đầu khi mới bắt tay vào thực hiện ý tưởng chị trang chọn cách thu mua những loại hoa quả giấy khô từ những nhà cung cấp tin cậy đã được kiểm chứng về chất lượng sau đó thực hiện kết hợp lại để tạo ra các hương vị trà khác nhau được thị trường và người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng để chủ động về nguồn nguyên liệu cùng với mong muốn tạo ra được sản phẩm có nguồn gốc từ các loại nông sản được trồng tại địa phương nên từ đầu năm 2021, chị Ngân Thị Trang đã chuyển toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của gia đình và thuê thêm đất của một vài hộ dân xung quanh để trồng các loại hoa như đậu biếc, hoa cúc, atiso đỏ, kim ngân, bạc hà, cỏ ngọt theo phương pháp sinh học, không sử dụng phân bón hóa học để có nguồn nguyên liệu sạch phục vụ cho sản xuất các loại trà thảo mộc. Bên cạnh đó, chị cũng đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua các loại máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất và đóng gói sản phẩm. Đặc biệt đến tháng 10 năm 2021, hợp tác xã nông lâm nghiệp Vạn An được thành lập với 8 thành viên. Chị Ngân Thị Trang là giám đốc. Trung bình mỗi ngày, hợp tác xã cung ứng ra thị trường khoảng 15.000 gói trà thảo mộc, trà hoa viên với giá bán ổn định. Nên ngay tháng đầu tiên đi vào hoạt động, hợp tác xã đã đạt doanh thu 900 triệu đồng một tháng. Tôi đang trồng được một số cái nguyên liệu mà địa phương phù hợp với nguồn khí hậu và nguồn nước ở địa phương thì những cái nguồn nguyên liệu này thì tôi đang cho bà con trồng rộng với nhân rộng những cái nguồn nguyên liệu có sẵn và nhập thêm một số loại giống cây hoa mà phù hợp với điều kiện khí hậu để nhân rộng cái 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 nguồn nguyên liệu này để cung ứng cái hợp cho đầu vào cho sản phẩm. Với kinh nghiệm trong hơn 3 năm kinh doanh trà thảo mộc cùng với việc vận hành hiệu quả các hoạt động tại hợp tác xã nông lâm nghiệp Vạn An, chị ngân thị trang đã và đang xây dựng thành công thương hiệu sản phẩm trà thảo mộc và hoa viên truyền thống được người tiêu dùng đánh giá cao, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho gần 30 lao động là phụ nữ tại địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Ở nhà làm ruộng, xong ruộng hết mùa làm ruộng thì ở nhà trông cháu. Không có thu nhập thì bây giờ thì từ hợp tác xã cháu đi hoạt động là tôi đi vào làm trong xưởng thì có thu nhập hàng ngày. tuy mới thành lập nhưng mà đã thu hút được rất là nhiều lao động tham gia và tạo công an việc làm cho lao động địa phương và cái hợp tác xã này thì rất là có tiềm năng để phát triển và trong thời gian tới thì hội phụ nữ của chúng tôi thì sẽ tạo điều kiện để cho bạn hợp tác xã của bạn ấy thì sẽ tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn để nâng cao nghiệp vụ của mình hơn và khi có sự quan tâm của cấp trên thì chúng tôi sẽ kết nối và tạo điều kiện cho các bạn để tham gia để phát triển hợp tác xã của mình hơn. Thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, Hội Phụ nữ huyện Văn Bàn đã giúp đỡ cho nhiều hội viên mạnh dạn vươn lên khởi nghiệp để phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ xây dựng các tổ liên kết trong sản xuất hỗ trợ hội viên khởi sự kinh doanh. Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội thành lập mới được 13 mô hình tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi, sản xuất trồng trọt, hỗ trợ cho 50 hội viên khởi sự kinh doanh bằng các hình thức như hỗ trợ vay vốn, tập huấn hướng, hướng dẫn kỹ thuật. Đặc biệt, triển khai thực hiện đề án Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Bàn là đơn vị cấp huyện duy nhất trong tỉnh tổ chức được Ngày Phụ nữ khởi nghiệp với 10 ý tưởng khởi nghiệp của các cá nhân hội viên phụ nữ là một trong 13 mô hình tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi sản xuất trồng trọt hoạt động khá hiệu quả. Được Hội Phụ nữ huyện Văn Bàn thành lập mới từ năm 2016 đến nay, tổ liên kết nuôi gà thả vườn xã Khánh Nhân Thượng đã tập hợp được 16 thành viên tham gia, mang lại nguồn thu ổn định cho các thành viên. Khi thành lập cái mô hình này thì dự kiến chúng tôi sẽ tăng đầu đàn, ở mỗi hộ là ít nhất từ 100 con trở lên và dần dần là tiến tới sang năm 2022 là sẽ nuôi mỗi hộ 500 con, vừa gà thịt và vừa gà đẻ trứng. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phát huy nội lực, tăng cường kết nối thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Bàn quan tâm thực hiện. Trong đó, việc đẩy mạnh kết nối và kênh tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhằm tăng cơ hội tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ tín dụng và tiết kiệm của phụ nữ, tiếp tục là thế mạnh và hoạt động thường xuyên gắn với nhiệm vụ của các cấp hội trên địa bàn huyện, nhất là cấp cơ sở. Hiện nay, Hội Phụ nữ huyện tiếp tục là đoàn thể dẫn đầu trong hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội là kênh dẫn vốn hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của nhà nước với tổng dư nợ các nguồn vốn do Hội Phụ Nữ huyện quản lý là trên 172 tỷ 580 triệu đồng, giúp được 2.153 chị em hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Từ đó không chỉ giúp chị em thay đổi nếp nghĩ cách làm, mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong sản xuất kinh doanh, giúp nhiều hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Thông qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế này, trước hết là phải nhìn thấy đầu tiên đấy là cái mức sống của hội viên cái cuộc sống của hội viên về kinh tế là được cải thiện rõ rệt và thứ hai là nhờ cái sự cải thiện về cuộc sống uh, kinh tế thì chị em cũng có nhiều cái thời gian hơn để tham gia vào các hoạt động của hội với nhiều cách làm sáng tạo hội liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Văn Bàn đã trở thành chỗ dựa vững chắc của phụ nữ trong phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy nội lực tinh thần hợp tác tương thân tương ái qua đó các phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ hội viên phụ nữ giúp chị em tự tin mạnh dạn khởi nghiệp, vươn lên trong cuộc sống. Tới đây thời gian dành cho chuyên mục phụ nữ và cuộc sống xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.